Đại ca, bữa nay tôi không ghé qua kính viên. Fukaya phái người theo dõi tôi. Hôm nay tôi mới phát hiện bọn chúng phái người theo dõi tôi đó. Tôi không biết bọn chúng theo dõi tôi mấy ngày rồi. Tôi biết rồi, để tôi điều tra. Phim được dịch và lồng tiếng tại phim 4K. Nạp Lan, A Hăng Ra, Phương Ca Gia kêu họ tới đây để thử thân thủ của cậu. Thưa ngài tổng lãnh sự, chúng tôi nhìn thấy rồi. Sao hả? Cậu không thả ra, hắn sẽ chết ngộp đó. Cậu ra tay cũng không nhẹ lắm. Thưa ngài tổng lãnh sự, tôi tới lãnh sự quán Nhật để học tập. Không có công lao gì hết, nhưng tôi cũng không có phạm lỗi gì hết. Tôi không hiểu tại sao ngài lại kêu bọn họ tới thử thân thủ của tôi. Vì tôi không biết bọn họ là ai, cho nên tôi đã lỡ tay giết chết mấy tên. Tôi rất ấy này. Không thể trách cậu, đây là ý của tôi. Mấy tên binh sĩ này đã hy sinh vì sự nghiệp của đế quốc Nhật. Tôi sẽ trợ cấp cho người nhà của bọn họ. Nhưng mà chuyện tôi thăm dò cậu, hy vọng cậu đừng để ý. Tôi làm như vậy cũng là muốn tốt cho cậu. Cậu cũng biết, gần đây phong trào kháng Nhật ở Thượng Hải nở rộ. Tuy rằng Athena đã tạm ngừng hoạt động mấy ngày, nhưng mà các đoàn thể kháng Nhật noi gương Athena ngày càng lớn mạnh, làm cho chúng tôi không ưng phó nổi. Cho nên nhân dịp tối nay cậu ở lãnh sự quán, tôi kêu bọn họ tới đây thử thân thủ của cậu. Nói không chừng sau này cậu đang đi trên đường bị kẻ địch tấn công bất ngờ, cậu sẽ có kinh nghiệm đối phó bọn chúng. Ồ, thì ra đây là ý tốt của tổng lãnh sự Miyashita. Ngài đừng trách Nạp Lan Đông không hiểu chuyện. Một câu. Hả? Đi. Bên đây. Lục soát. Hey!
Chạy mau, chạy. Cô là ai? À, chúng tôi là người tốt. Anh thấy gương mặt chúng tôi có hiền lành không vậy? Chúng tôi là người tốt, anh Hùng. Anh Hùng Trung Quốc, anh Hùng. Sao đánh tôi? Chúng tôi nhận được tin tức. Vì anh phát tán rất nhiều tin tức bất lợi đối với người Nhật. Chúng giết anh để răn đe mọi người chúng tôi tới để cứu anh. Hai người là Athena. Chỗ này không an toàn, không nên ở lâu. Chúng ta đi thôi. Đi thôi, đi thôi, đi thôi. Nào, đi. Đi, 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 đi. Hai người mắc bẫy rồi. Là cô. Cô nói cái gì? Tên phóng viên này đã bị người Nhật mua chuộc. Hắn sẽ tiết lộ hành tung của hai người. Anh ấy vừa mới bị người Nhật bắn trúng chân, không thể nào bị mua chuộc được. Tôi không rảnh giải thích với hai người. Đông, lời em nói là thật. Em đã nghe thấy trong văn phòng cô đang phóng viên này đã bị người Nhật mua chuộc rồi. Gì vậy? Tôi không biết. Chúng ta phải làm sao? Cô hỏi tôi câu này, hỏi tôi sao giảm cân còn hay hơn. Hay là hai người cho tôi đi đi. Không. Nè, anh dám đánh em sao? Đánh thì sao? Sao em dám giết nhân sĩ kháng Nhật? Tại sao anh lại không tin em chứ? Anh chỉ tin cái mình nhìn thấy thôi. Anh nhìn thấy em cứu tiến sĩ Nhật Bản. Anh nhìn thấy em rành bỏ ngóc ngách trong lãnh sự quán Nhật. Bây giờ anh lại nhìn thấy em giết nhân sĩ kháng Nhật. Anh Đúng, có người tới kìa. Ẩn nấp. Còn anh này thì sao? Đưa về nhà. Đi, đi, mau. Lưu Ly Tử. Mở lên, vào trong coi thử. Dạ. Phim được dịch và lồng tiếng tại phim 4K. Báo cáo, không phát hiện được gì. Chẳng lẽ tên phóng viên người Mỹ đó đồng ý giúp chúng ta bây giờ lại nuốt lời sao? Cậu nói lúc nãy khi cậu giả bộ đuổi theo hắn đã bắn trúng chân hắn. Đúng vậy, tôi thấy hắn men theo con đường này chạy vào nhà thờ. Cái này là máu tươi, vẫn chưa đông lại. Ý của anh là âm mưu của tên phóng viên đó đã bị Athena vạch trần, sau đó bị giết chết. Cũng có khả năng này.
Vậy chúng ta làm sao báo cáo với thư ký trưởng Oda đi? Nếu theo kế hoạch ban đầu, giết chết hắn, sau đó bỏ hắn ở cửa tòa soạn. Vậy thì thư ký trưởng có kết quả mà anh ấy muốn, nhưng mà anh lại gây thêm phiền phức rắc rối. Nói gì mà mua chuộc hắn, có thể dù Athena xuất hiện, sau đó giăng lưới tóm gọn chúng. Bây giờ thì sao? Ngay cả thi thể cũng không tìm được. Vậy tiếp theo chúng ta phải làm sao đây? Vậy cậu có nhìn thấy hình dáng của Athena không? Tôi chỉ nhìn thấy một nam một nữ, nhưng mà cả hai người đều bịt mặt nên nhìn không rõ lắm. Vậy cậu đừng trách cách của tôi không hiệu quả, mà nên trách cậu vô dụng. Anh đi. Anh nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi. Anh đưa em về cùng Luli hả? Cút. Không đâu. Cút đi. Không cút đâu. Anh xin lỗi mà anh đâu có biết hắn ta là gián điệp đâu. Em không nói với anh sao mà anh biết được chứ? Em đã nói với anh rồi mà, anh không tin em còn đánh em nữa. Không phải, anh chỉ là vậy. Anh, nếu như em vẫn chưa nguôi ngoai cơn giận, tối hôm nay anh sẽ cố gắng bù đắp cho em, có được không? Hả? Ghét quá đi. Ê, nè 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 nè, buông ra. Qua đây, qua đây, qua đây. Đừng đi, đừng đi, đừng đi. Tránh tôi đi. Cho anh hôn một cái thôi. Phiền quá. Nạp Lan Đông, sao hắn lại ở đây? Hắn và Lưu Ly tử thân như vậy sao? Tên khốn kiếp Nạp Lan Đông đó, ở ban thư ký thường xuyên đối đầu với anh. Hay là tối hôm nay tôi giết chết hắn giùm cho anh, để anh giải tỏa bực bội.
Khu phòng, tìm hết một vòng rồi vẫn không thấy, chuẩn bị rút đây. Có khi nào chuyện Miyashita tự giữ chỉ là vỏ bọc, con sổ mật mã thật vẫn ở phòng lưu trữ? Chẳng phải Oda nói phòng lưu trữ là tủ bảo hiểm tự nhiên sao? Anh ta không cất vào tủ bảo hiểm, vậy cất vào đâu? Cũng có thể lắm, hắn xảo quyệt như vậy. Cái mà hắn gọi là kín kẽ có thể là chỗ cất sổ mật mã thật mà mọi người bỏ qua. Tôi đi thăm dò coi sao, cùng lắm thì lục tung phòng lưu trữ lần nữa. Phải rồi, bên chỗ ông chủ Giang phải canh chừng chặt chẽ, sau này có chỗ dùng. Hết. Nữ thần Athena, cung lưu ly bạch mã, lưu ly tử cây ô liu. Nạp Lăng Đông bình nước, Âu Dương Triệt dư hạ. Trong này làm gì có người? Anh đừng có tưởng tượng nữa, làm tôi hết hồn hà. Không phải đâu, rõ ràng lúc nãy tôi có nhìn thấy trong văn phòng của ngài tổng lãnh sự có đèn mà. Chắc chỉ lộn thôi, ở đây có gì đâu. Đèn chỗ nào nói tôi coi. Đi, mệt ghê. Ê nè, chờ tôi với. Xin mời. Em không biết nhảy, chúng ta cùng nhảy đi. Hiếm khi thư ký trưởng nhàn nhã như hôm nay. Mời. Xin mời. Anh nhảy cũng được lắm đó. Thư ký trưởng Oda. Thoải mái. Dạ. Khó khăn lắm mới thấy anh tới một lần. Vậy tối hôm nay uống với tôi vài ly đi. Được thôi, nếu anh Nạp Lan đã nhiệt tình mời tôi, vậy tối nay không sai không về. Chắc chắn như vậy rồi. Được rồi, đồng thiếu gia, thư ký trưởng Oda, chúng ta đừng đứng đây nói chuyện nữa, qua bên kia ngồi xuống rồi từ từ nói chuyện đi. Đi, đi. Đâu, dạ đi. Thư ký trưởng Oda với đồng thiếu gia tới rồi. Đồng thiếu gia, đồng thiếu gia tới rồi. Mọi người ngồi đi. Ngồi đi, ngồi đi. Thư ký trưởng Oda. Thư ký trưởng Oda, hôm nay sao có thời gian rảnh tới cùng Lưu Ly chơi vậy? Thực ra là Lưu Ly tử mời tôi tới đây. Ê, sao không thấy cô ấy đâu? Vậy đi, anh chờ chút, tôi vào coi sao. Được. Cô ấy còn chưa tới. Thư ký trưởng, chúng ta cạn ly trước đi, hả? Sau này phải nhờ anh quan tâm nhiều hơn đó. Được. Nào, cái đó cạn là tất đi. Nhiên. Nào, cạn ly. Cạn. 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 Cạn ly. Cạn. Chuyện gì vậy? Sao vậy? Có chuyện gì? Là sao ta? Thì ra là vậy. Kho lưu trữ ban thư ký. Lão ngải, tới vị trí định sẵn chưa? Nè đại ca, anh hỏi đúng lúc thật đó. Tôi vừa mới tìm ra hệ thống điện trong kho lưu trữ nè. Nè anh cho tôi một phút, tôi xử lý xong ngay ha. Khu phòng, chúng tôi vào trong trước, cậu theo sau. Đồ của bọn người Nhật này phức tạp quá vậy trời. Trưởng quan, trưởng quan. Số hiệu thông hành. Đóng hết luôn. Ê. Có chuyện gì? Sao vậy? Cậu, tới phòng cấp điện coi sao. Dạ. Cậu, ở đây canh gác. Dạ.
Khúc Phong, có binh sĩ đang tiến về phía cậu đó. Tôi thấy rồi. Ngoài cửa tắt đèn rồi, bây giờ chúng tôi qua đó. Được, tôi biết rồi. Đi. Phim được dịch và lồng tiếng tại phim 4K. Sao lại có đèn vậy? Không phải lão ngải cắt nguồn điện rồi sao? Không biết nữa, chẳng lẽ có nguồn điện dự trữ hả ta? Lão ngải, tra thử nguồn điện dự trữ trong kho lưu trữ, coi có nối với hệ thống báo động không? Cái gì? Kho lưu trữ có hệ thống điện dự trữ hả? Sao mà được? Tôi coi khắp một lượt phòng cấp điện rồi. Làm gì cô? Không đúng. Chắc chắn có. Chúng ta chia ra tìm đi. Đi. Mấy tên này cứ giao cho em. Được, cẩn thận đó. Trình à, sao anh lại ngồi ở đây? Dư hả? Bức tường này rất nhiều cơ quan, xém chút nữa tôi bị đá kẹp chết rồi đó. Cơ quan sao? Làm gì có. Có phải là anh nhìn nhầm rồi không? Hả? Chẳng lẽ hồi nãy tôi nhìn thấy chỉ là ảo giác? Ảo giác cái đầu cậu đó. Nếu không phải tôi ngắt nguồn điện, cậu đã bị đá kẹp thành nhân thịt rồi. Thì ra không phải ảo giác, làm hết hồn mà. Đại ca, tôi lên trước. Đại ca. Không sao đâu. Đi thôi. Hèn gì Oda bình tĩnh như vậy, thì ra nơi này là cái tủ bảo hiểm tự nhiên. Trong này rất có thể còn có mê cung nữa đó. Trong đó chắc chắn còn có cơ quan. Ít ra cũng cho thấy chúng ta không đi sai đường. Nhưng mà vấn đề là chúng ta cắt nguồn điện rồi, còn phá luôn nguồn điện dự trữ, trong đó làm sao có điện được? Cậu hỏi tôi sao? Tôi... Vào đó là biết chứ gì. Chuyện gì nữa đây? Không biết. Trình Nặc, Trình Nặc đâu rồi?
Đại ca, Dương Hạ, sao em lại ở đây? Sao anh lại ở đây? Đi theo em. Khoan đã, Trình Đạt, Dương Hạ đang kẹt bên trong. Không sao đâu, em đã đóng cơ quan lại rồi, họ không gặp nguy hiểm đâu. Đi mau. Tại sao đèn ở đây vẫn sáng vậy? Tụi anh đã cắt nguồn điện rồi mà. Hệ thống nguồn điện ở đây đều được cung ứng riêng lẻ. Anh cắt nguồn điện một khu vực không ảnh hưởng tới khu vực khác. Tại sao em rành tòa nhà này dữ vậy? Rốt cuộc em tìm cái gì? Em mới dẫn anh ra khỏi mê cung, bây giờ anh lại chất vấn em. Đúng là ăn cháo đa bát, biết vậy em không cứu anh. Đừng có đổi chủ đề. Anh cảm thấy gần đây em kỳ lạ lắm đó nha. Từ khi em vào ban thư ký làm việc, giữa hai chúng ta giống như có thêm một vách ngăn vậy. Anh không thích cái cảm giác này chút nào. Nói mau, tại sao vậy? Chỗ này không an toàn, ra ngoài rồi nói. Đừng có dùng chiêu này với anh nữa. Mau nói cho anh nghe đi. Nếu không anh sẽ dùng tuyệt chiêu đó. Không phải anh cũng hay dùng chiêu này ép em nói sao? Được rồi, em có bản vẽ thiết kế của tòa nhà này, vậy được chưa? Ồ, cho nên em vào ban thư ký làm chính là để tìm bản vẽ thiết kế. Sau đó em tới đây để tìm tài liệu, có phải không? Em muốn điều tra chuyện gì? Có phải chuyện liên quan tới tiến sĩ Chi Ba không? Coi như phải đi. Em không ngờ là bị anh đoán trúng rồi. Hai chúng ta không phải có duyên phận sao? Tìm nhanh lên. Phim được dịch và lồng tiếng tại phim 4K. Tại sao lại không tìm được chứ? Em nghĩ có khi nào bọn chúng đem sổ mật mã giấu ở mật thất nào khác không? Chỗ này không có mật thất, cũng không có đường hầm. Lạ thật đó. Thì ra chuyện này là thật sao? 10 năm trước tướng quân Inoue bị xử bắn bí mật, 49 người trong nhà tướng quân bị giết. Con gái tướng quân Chihan không rõ tung tích, được 10 tuổi. Thì ra năm xưa Miyashita đề nghị thành viên của quân bộ cùng nhau ký tên vào sổ thỉnh cầu để có thể xử bắn bí mật tướng quân Inoue, Hanada, Shimizu, Takahashi, Aoyama, Oda và Fukaya. Trùng hợp vậy. Đứng yên, trên bì hộ sao có gì kim loại? Hả? Anh kích hoạt chuông báo động rồi. Cái đám quỷ này gian xảo dữ vậy. Đánh nhanh thắng nhanh. Coi ai nhanh hơn. Ha.
Khúc Phong, cậu và lão ngải rút lui trước. Bây giờ tôi đi tìm Trình Nặc và Dư Hạ đây. Đi. À, được rồi, đi. Đi. Bên này. Phim được dịch và lồng tiếng tại phim 4K. Thị trưởng, tổng lãnh sự Miyashita tới. À, thị trưởng Đào đúng là đang bận trốn việc ha. Trong thời gian làm việc mà cũng uống rượu được sao hả? Không có chuyện gì làm thật à? Tổng lãnh sự Miyashita với đại tá Fukaya cùng nhau tới, không biết là có gì muốn chỉ bảo. Hả? Chủ đề cũ, Athena. Athena. Athena không phải là cách đây mấy tháng đã bị lãnh sự quán các ngài tiêu diệt rồi hay sao? Chúng tôi cũng đã từng cho rằng Athena đã bị tiêu diệt rồi, nhưng mà thực tế là bọn chúng đang trở lại báo thù. Đi. Người trong mấy tấm hình này không phải là thư ký trưởng Oda sao? Đúng vậy. Hả? Thư ký trưởng Oda làm sao mà chết vậy? Chuyện này tôi thật sự không biết. Rốt cuộc là vụ án này xảy ra khi nào? Vào buổi tối tổ chức hôn lễ cho anh Oda và Lưu Ly Tử. Buổi tối tổ chức hôn lễ? Buổi tối tổ chức hôn lễ đó tôi... Ông không cần suy nghĩ nữa. Chúng tôi không hề nói rằng chuyện này là do chính phủ quốc dân các ông gây ra. Nhưng cho dù Athena ở đâu, hay đầu sỏ của chúng nữ thần Athena là ai, anh Oda bị hại đều là những chuyện do người dân Trung Quốc bày đầu. Thị trưởng Đào đây là người đứng đầu của bến Thượng Hải này, không lẽ không nên điều tra ra hung thủ, trả lại công bằng cho người chết hay sao? Tôi... Tổng lãnh sự Miyashita, đại tá Fukaya, vụ án xảy ra ở Thượng Hải gần đây, bên phía các ngài muốn chúng tôi phụ trách, đó cũng là chuyện đương nhiên. Để sớm phá được án, tôi hy vọng chúng tôi được tới hiện trường xem xét. Không biết hai vị có ý kiến gì không? Hình chụp khám nghiệm ở hiện trường tôi đã để hết ở đây rồi. Báo cáo chi tiết của tiến sĩ Chiba tôi cũng có thể in ra một bản gửi qua đây cho các người. Còn việc anh yêu cầu tới hiện trường tôi nghĩ là không cần đâu. Lãnh sự quán là cơ quan làm việc quan trọng của chúng tôi, không tiện để người không phận sự đi vào. Huống chi là không lẽ chính phủ các người thực sự nghĩ kết quả khám nghiệm của các người chính xác hơn báo cáo của tiến sĩ Chiba hay sao? Không đâu. Chúng tôi hoàn toàn không có ý như vậy mà. Tốt, đại tá Fukaya đã nói rõ ràng với các người rồi. Chúng ta cứ giao hẹn vậy đi. Cho các người thời gian 5 ngày. Trong vòng 5 ngày phải bắt được hung thủ giết Oda đem về quy án. Lần này nếu như các người còn không giao ra hung thủ thì đừng có trách tôi làm giống như cái ngày 18 tháng 1 trước đây, biến thành phố Thượng Hải xinh đẹp này trở thành địa ngục. Phim được dịch và lồng tiếng tại phim 4K.
Triệt! Triệt! Sao bây giờ anh mới chịu tới chứ? Anh tới của em có khỏe không thôi? Thế em bình an vô sự, anh yên tâm rồi. Anh không ở bên cạnh em thì làm sao em khỏe được? Sao anh nỡ bỏ em và con của chúng ta ở đây một mình vậy hả? Không lẽ là anh không bị lương tâm cắn rứt hay sao? Không lẽ là những lời tình tứ anh từng nói với em đều là giả hết sao? Hả? Không lẽ em còn chưa hiểu vấn đề của chúng ta ở đâu hay sao? Anh thừa nhận anh yêu em, nhưng mà anh cũng không thể phủ nhận anh yêu cô ấy nhiều hơn. Anh không thể cho em mọi thứ mà em muốn được, bởi vì anh vốn không thể khống chế được trái tim mình. Tất cả những việc mà anh làm hôm nay đều là để có thể tốt với em như ngày xưa. Anh vốn dĩ là không biết anh bỏ lỡ cái gì. Anh đã bỏ lỡ một tình yêu đang nằm sẵn trong tay để theo đuổi một giấc mơ không bao giờ có được. Triệt à, không phải là em muốn níu kéo anh, chỉ là em đau lòng cho anh mà thôi. Em thương anh cực khổ bỏ ra quá nhiều nhưng mà không được gì hết. Em nói cho anh biết, cho dù anh có bỏ ra nhiều hơn thì cô ta cũng không quay lại, không yêu anh đó, anh có biết chưa? Thực ra thì bất cứ lúc nào chỉ cần anh chịu nhẹ nhàng quay lại nhìn thì anh sẽ luôn thấy em mãi ở đây đợi anh. Em lúc nào cũng dang rộng vòng tay chờ đợi anh quay trở về. Sao em lại ngốc như vậy chứ? Phải, là em ngốc. Trước giờ trong tình yêu em có khi nào thông minh không? Bây giờ em sẽ không bắt anh đừng yêu cô ta nữa, bởi vì em thực sự không thể chịu đựng nổi những ngày tháng không có anh ở bên cạnh em. Em cầu xin anh, nếu như ông trời đã cho chúng ta yêu nhau thì ít nhất anh cũng đừng bỏ mặc em giống như người xa lạ, có được không? Em xin anh đó, có được không? Được, bây giờ chúng ta cùng ngồi xuống từ từ nói chuyện có được không? Đi. Âu Dương Triệt, anh tới đây làm gì vậy? Em nghỉ ngơi cho khỏe đi, mấy ngày nữa anh sẽ tới thăm em. Triệt, đứng lại. Triệt, Âu Dương Triệt, anh tới đây làm cái gì? Ấy, hắn còn phớt lờ người khác nữa ha? Hắn tới đây làm gì? Sao lại đối xử với khách của tôi như vậy chứ? Anh ta là khách của cô hả? Cái thứ đó ai mà ưa nổi chứ? Tôi cho cô. À, sao cô lại khóc? Không có. Có phải anh ta ăn hiếp cô không? Tôi đi trả thù. Anh có tìm được anh Đông chưa vậy? Không tìm được, xúc ruột muốn chết đây nè. Cô nói có phải anh ấy ôm cô dâu bốc hơi luôn rồi không? Tôi tìm khắp thành phố rồi mà không thấy đâu hết. Cô coi bây giờ Oda chết rồi hả? Manh mối về sổ mật mã kế hoạch vũ trang cũng đứt, anh ấy đi đâu mất rồi? Chúng ta phải làm sao đây hả? Giải tán hết luôn cho rồi. Giải tán cái gì? Anh nói cái gì đó? Không tìm được thì tìm tiếp, tới khi tìm được mới thôi. Anh có biết nhiệm vụ bây giờ quan trọng cỡ nào không? Chính vì sự mất tích của một đội viên đặc chiến mà mất hết tinh thần à? Nói từ bỏ thì dễ quá hả? Lưu Ly Tử, Lưu Ly Tử. Ý, anh về rồi hả? À, khuya vậy rồi em còn đi đâu vậy? Ăn mặc mỏng manh quá. Em không biết cơ thể của em vẫn chưa hồi phục, phải ở yên trong phòng nghỉ ngơi chứ. Anh sao vậy Đông? Hả? Anh xin lỗi, mới lúc nãy anh đi xuống núi, lúc trở về không thấy em, anh tưởng em bỏ đi rồi. Không có đâu, chúng ta khó khăn lắm mới được ở bên nhau, thời gian chúng ta bên nhau quá ít ỏi, sao em nỡ bỏ đi chứ? Em đã hứa với anh là sẽ không rời xa anh rồi mà. Tại sao thời gian chúng ta bên nhau lại ít? Sau này mỗi ngày chúng ta đều ở bên nhau được không? Được, mỗi ngày đều ở bên nhau, sau này không xa nhau nữa ha. Anh coi anh kìa,
Em hứng được một bình nước sương đêm, bị anh sơ ý làm đổ hết trơn rồi. Bất đền đi. Thì ra khuya rồi mà em còn chưa ngủ là để đi hứng nước sương đêm hả? Em muốn dùng nước sương đêm ngọt nhất, trong lành nhất để pha trà cho anh uống. Dễ thôi, chúng ta đi hứng lại lần nữa. Chứ nếu không tối nay chúng ta khỏi ngủ luôn. Hứng xong rồi anh dẫn em đi ngắm mặt trời mọc. Được thôi. Ngồi ở đây nhìn thấy những ngôi sao đẹp hơn những chỗ khác ha. Đó là vì ngôi nhà này được xây ở vị trí rất đặc biệt. Nhìn xuống dưới có thể thấy bao quát cả ngọn núi. Nhìn lên trên, chỗ này là vị trí tốt nhất để ngắm mặt trời mọc. Có một lần anh còn thấy nhật thực nữa, rất thú vị. Tiếc là lát nữa mặt trời mọc lên rồi, không nhìn thấy những ngôi sao lấp lánh nữa. Nếu như em thích ngắm sao, sau này mỗi ngày anh sẽ cùng em tới đây ngắm, được không? Em không nỡ làm anh mệt đâu. Anh bận như vậy, dù ngắm cảnh đẹp tới đâu cũng không bằng để anh ngủ một giấc cho ngon. Phong cảnh đẹp tới đâu cũng không đẹp bằng em đâu. Thật hả? Ê, nhìn kìa. Đẹp quá đi. Lát nữa trở về anh tặng cho em một món quà. Quà gì vậy? Chờ anh chuẩn bị xong rồi em trở về là biết ngay. Anh để nó trong vườn hoa đó. Là quà gì? Em muốn biết liền. Lát nữa trở về là biết chứ gì. Dòng quá. Được, có thể cân nhắc cái này. Ơi, là cái gì vậy anh? Phim được dịch và lồng tiếng tại phim 4K. Ê, thấy chưa, tôi nói rồi mà. Ôi trời, sao hai người lại tìm tới đây vậy? Hả? Lợi hại thật. Nếu mà chúng tôi không tới tìm anh á, có phải anh định trốn ở chốn thần tiên này không ra không? Trốn cái gì chứ, là hưởng tuần trăng mật đó đồ ngốc hả? Có kiến thức chút được không? Không hiểu biết gì hết vậy. Anh với Lưu Ly Tử kết hôn làm chúng tôi trở tay không kịp à. Hôn lễ tổ chức xong cũng không mời anh em uống ly nữa hả? Uống công gọi là đại ca. Chỉ là một bữa rượu thôi hả? Trong đó thiếu gì? Hôm nay không uống gục tại chỗ thì đừng hòng bỏ đi. Ê, hai chúng tôi đang đi lấy hình của anh, đúng lúc gặp được ông chủ hôm qua bán gạo cho anh, mới thẳng một đường lên núi tìm luôn. Lấy hình của tôi? Để làm gì? Đúng vào cái đêm Ô Đa mất tích, anh với Lưu Ly Tử kết hôn. Sau đó Ô Đa bị người ta dùng một công cụ rất mảnh xiết cổ chết trong văn phòng. Hơn nữa, khắp tòa nhà ban thư ký đều là thi thể của lính Nhật. Nghe nói là không còn một người nào sống. Theo tình báo chúng tôi thu thập được, Miyashita với lại Fukaya cho rằng Athena vẫn còn sống. Kế hoạch giết chết Oda chính là hành động trả đũa của thủ lĩnh Athena. Hơn nữa, theo dấu vết vật lộn ở hiện trường, chúng cho là hung thủ nắm rất rõ tòa nhà ban thư ký, còn biết lợi dụng hoàn cảnh địa lý để thoát thân nữa. Ê, đại ca. Ê, không cần đuổi theo, chuyện riêng của anh ấy để anh ấy lo. Sao vậy anh? Hả? Có chuyện gì vậy? Oda có phải do em giết không? Chính vào cái đêm hai chúng ta kết hôn đó, em kêu Tẩy Tâm cải trang thành em rồi ngồi ở cung Lưu Ly, còn em thì đã đi giết chết Oda. Vì vật lộn trong một thời gian dài, cho nên lúc em trở về cung Lưu Ly, em không còn sức để nhảy thêm một bản nữa. Em nói với anh và chị Linh, Oda sẽ không tới, vì em biết rõ hắn đã chết rồi, có phải không? Đúng, suy luận của anh đều đúng hết. Oda là do em giết. Nhờ Tẩy Tâm giúp em che giấu nên em mới có thời gian di chuyển giữa cung Lưu Ly và lãnh sự quán. Hơn nữa hôm đó đúng là thời cơ tốt nhất để giết Oda. Vì tất cả mọi người, Miyashita, Fukaya đều tới cung Lưu Ly, chỉ có Oda là ở lãnh sự quán. Rõ ràng là em biết tụi anh phải moi được tin tức về sổ mật mã từ Oda mà. Em có biết bọn anh mất bao nhiêu thời gian và công sức lên kế hoạch này hay không? Nhiệm vụ của bọn anh sắp hoàn thành rồi, em giết chết Oda, bọn anh đi đâu tìm sổ mật mã đây? Em xin lỗi.
Em đừng có nói xin lỗi với anh đi. Đông à, em muốn trả thù. Oda là kẻ thù giết cha của em. Tại phim 4K. Chỉ có hoàn thành sứ mệnh này thì em mới xứng với cha dưỡng đã nuôi em bao năm qua. Tướng quân Inoue. Em là Inoue Chihan. Em là người Nhật Bản. Em là người Trung Quốc. Em nhớ em đã từng kể với anh, hồi em còn rất nhỏ cha của em đã qua đời. Em đi theo mẹ, bãi tái giá với một người. Đó chính là tướng quân Inoue. Cha dưỡng đối với em và mẹ rất tử tế, rất tốt. Thậm chí là khi ông ấy phản đối chiến tranh nên bị làm khó khắp nơi, ông ấy vẫn luôn lo nghĩ cho em và mẹ em, xây dựng tòa nhà ban thư ký cho mẹ con em. Em làm sao báo đáp đi? Hèn gì em quen thuộc tòa nhà ban thư ký tới vậy? Hèn gì em muốn cứu tiến sĩ Chiba? Em vì muốn trả thù mới vào ban thư ký làm đúng không? Không sai. Khi chuyện đó xảy ra em còn rất nhỏ, em không nhớ hết tên kẻ thù giết cha nên phải tìm bác Chiba. Nhưng mà bác ấy nói với em là bác ấy không muốn em trả thù, em chỉ còn cách tự vào kho lưu trữ ra thôi. Tại sao vậy? Tại sao em lại chọn ngay lúc này em làm chứ? Bởi vì Oda nóng lòng muốn kết hôn với em, mà em thì không còn thời gian để đợi nữa. Không lẽ anh muốn em kết hôn với kẻ thù sao? Anh chịu như vậy tất không? Tất cả mọi chuyện em đều giấu giếm anh. Trước khi thực hiện nhiệm vụ em cũng không nói với anh, không bàn bạc với anh. Anh cho em biết, em làm việc chủ quan như vậy là chỉ lo thù nhà gạt đi hận nước rồi. Em có biết gì em có bao nhiêu đồng bào tiếp tục bị người Nhật bức hại hay không hả? Hậu quả nghiêm trọng như vậy em có gánh nổi hay không? Đúng, đúng là em gánh không nổi. Ngay cả thù của cha mẹ em còn không báo được thì nói gì tới hận nước và đại nghĩa. Em làm những chuyện đó đều được anh tán thành mà. Từ trước tới giờ không phải anh luôn giúp em hoàn thành nó sao? Phải anh giúp em giết mấy người đó hả? Thì ra những gì anh làm là chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ của anh thôi, chứ không phải vì yêu em, không phải vì muốn em giúp ăn em. Nói ngang ngược. Em ăn ngang nói ngược hồi nào? Tất cả vì anh ích kỷ. Chuyện của em khi đứng trước nhiệm vụ của anh liền biến thành không đáng một đồng, đúng không? Vậy em hỏi anh, bây giờ Oda chết rồi anh muốn làm gì đây? Hay là anh muốn em đi đền mạng cho hắn hả? Giữa em và nhiệm vụ anh chọn cái nào? Anh lựa chọn nhiệm vụ của anh. Là anh nói đó nha. Vậy em đành phải lựa chọn rồi đi. Chúng ta đã từng hứa là mãi mãi không bao giờ rời xa nhau, trừ khi không còn cách nào khác. Nhưng mà không ngờ không còn cách nào lại tới nhanh như vậy. Anh tự lo cho mình đi. Phim được dịch và lồng tiếng tại phim 4K. Xong rồi, đại ca tuyệt thật rồi. Giờ sao đây? Không thể nào có chuyện này. Anh ấy chỉ muốn yên tĩnh mấy ngày để suy nghĩ thôi. Muốn yên tĩnh cũng đâu thể không ăn không uống vậy. Ảnh khóa cửa nhốt mình trong phòng mấy ngày rồi. Tiếp tục như vậy thì tiêu rồi còn gì nữa thiệt tình. Không có đâu. Nạp Lăng Đông mà tôi biết không phải như vậy. Dính tới chuyện của tiểu thư, có khi nào anh thấy đại ca lý trí chưa? Khổ não, băn khoăn, tự trách, kết hôn. Trong 2 năm nay những chuyện không thể xảy ra với đại ca không phải đều lần lượt ứng nghiệm trên người của tiểu thư sao? Theo tôi thấy, cộng thêm lần tuyệt thực này cũng không có gì lạ đâu. Ây chà. Mà đại ca khóa cửa nhốt mình trong phòng suốt mấy ngày rồi, không ăn không uống gì, đừng nói là muốn tự sát nha. Tào lao, làm gì có chứ. Nhưng mà 2 ngày nay không ăn không uống gì so với tự sát chậm có khác gì nhau đâu. Cũng là tự đi tìm đường chết. Hai người các anh tránh ra đi, để tôi thử coi sao. Ê hả, tôi nói cô nghe nha, không thể phá cửa vô được. Đại ca mà nổi nóng lên á, chúng ta chọc vô là không ai sống nổi luôn. Nghĩ cách khác giải quyết đi ha. Ê này nè. Ê chà, không khóa hả? Thank you.
nhớ nhung một người, liền xoay đi xoay lại trà cô ấy từng rót, chờ trong căn phòng trống không cô ấy từng ở, cảm nhận hơi thở của cô ấy sao? Coi anh tiều tụy chưa kìa. Nếu anh thực sự yêu cô ấy như vậy thì tại sao lại để cho cô ấy đi? Anh trước giờ luôn là một người thông minh, lẽ ra anh nên biết cô ấy đối với anh quan trọng cỡ nào. Nếu như anh đã nhận ra nỗi đau khi mất cô ấy, vậy thì tại sao anh không tiếp tục yêu cô ấy? Đừng nói nữa, em không hiểu đâu. Em không hiểu. Có lẽ em không phải là cô gái anh yêu nhất, nhưng chắc chắn em là người hiểu anh nhất. 10 năm rồi, em chưa từng thấy bất cứ cô gái nào có thể khiến anh ra nông nỗi này. Em đâu phải là anh, làm sao em biết anh đau khổ cỡ nào? Tốn bao nhiêu công sức, vậy mà mọi cố gắng của anh đều bị người anh yêu phá hết. Cảm giác căm hận nhưng không có chỗ để xả ra, em có biết khó chịu cỡ nào hay không? Vậy thì anh tự hỏi lòng của anh có thể dứt khoát không yêu cô ấy nữa không? Theo như em nghĩ, yêu nhiều bao nhiêu thì sẽ bao dung bấy nhiêu. Nếu như anh không nỡ quên, không nỡ bỏ cô ấy, vậy thì anh nên mở rộng tấm lòng của anh, để cô ấy biết anh bao dung cô ấy đến đâu, yêu cô ấy cỡ nào. Chứ không phải là cái kiểu giống như bây giờ, tự than tự oán, vừa yêu vừa hận. Anh như vậy ngoài khiến bản thân anh đau khổ còn làm được gì khác không? Hey. Làm sao đi? Đồ ăn vẫn không động tới miếng nào. Không sao đâu, giờ nấy đói tự nhiên sẽ mò ra ăn. Nhưng cũng không thể để anh ấy tự hành hại bản thân như vậy. Chuyện của Oda, chính phủ quốc dân đã nhúng tay vào rồi. Miyashita còn ra thời hạn phá án. Nếu như không phá được án, hắn sẽ gây ra sự kiện 128 lần thứ hai cho Thượng Hải này. À, tôi nhớ ra rồi. Vậy là hôm đó Âu Dương Triệt tới tìm cô chính là muốn nói chuyện này. Không sai. Anh ấy không tìm được Lưu Ly Tử nên mới tới tìm tôi hỏi có biết Lưu Ly Tử đang ở đâu không. Nếu không anh nghĩ anh ấy tới làm gì chứ? Theo như tình báo bên phía chúng ta cho thấy, người Nhật đã nghi ngờ Đông với Lưu Ly Tử rồi. Vậy thì Âu Dương Triệt đi tìm Lưu Ly Tử chắc gì muốn nói chuyện này. Nếu đã như vậy, vậy tại sao người Nhật lại chỉ mũi giáo về phía chính phủ quốc dân? Vì cái chết của Oda đã thành sự thật, người Nhật thay vì chỉ mũi giáo về phía hai cá nhân, chỉ bằng chỉ mũi giáo về phía cả một chính phủ. Như vậy đối với chúng ta mà nói sẽ càng có lợi hơn. Ơi trời ơi đại ca, cuối cùng anh cũng chịu ra rồi. Đông à, anh có đói không? Có muốn ăn chút gì trước không? Không ăn đâu, anh về ban thư ký đây. Đông, bây giờ chúng đã nghi ngờ anh rồi, anh đi như vậy là chui đầu vào rõ đó. Trốn tránh như vậy không phải càng khiến chúng nghi ngờ sao? Đông à, tôi nhắc nhở anh, anh có nhớ cô gái tối hôm đó đi cùng với Nomura không? Cô gái đó do hội Hắc Long phái tới. Miyashita đã nhận ra ý đồ muốn giết Nomura của anh, cho nên phái người âm thầm bảo vệ Nomura. Biết rồi. Dư Hạ, cảm ơn em. Ấy, cái này mọi người có cảm thấy hình như lão đại? Tôi cũng có cảm giác. Chính chắn rồi. Ban thư ký quân Nhật. Ê, người sự bận rộn của chúng ta về rồi. Mấy ngày không gặp, bận rộn công việc gì mà ốm hơn rồi? Có phải là tân hôn không được vui vẻ không hả? Hả? Hình như là mỗi ngày Nạp Lan đều ở bên ngoài với công việc ở ban thư ký, không hiểu rõ cho lắm. Từ ngày thư ký Oda xảy ra chuyện tới giờ, chẳng phải anh mỗi ngày đều ở đây nhìn công việc mà như không vậy sao? Cậu đi theo lão già chi ba đó giao lưu với mấy cái xác mỗi ngày, vậy mà gọi là công việc hả? Theo tiến sĩ làm mấy việc rà soát xét nghiệm,
không những có thể học được rất nhiều thứ, mà còn để là thể hiện tấm lòng đối với thư ký Oda. Như vậy có gì mà không tốt? Chỉ có cậu thấy tốt thôi. Sắp tới đây sẽ bầu thư ký trưởng mới, cậu còn tâm trạng lo mấy chuyện này? Vậy cậu tiếp tục đi, tôi còn nhiều việc phải làm lắm, không theo cậu nữa. Mới đó mà chuẩn bị bầu thư ký trưởng mới rồi sao? Đúng vậy. Tổng lãnh sự đại nhân cho rằng cái chức thư ký trưởng phải mau chóng có người ngồi vào. Hey, nếu đổi lại là anh sẽ chọn người nào lên kế nhiệm? Ê, anh vậy là ý gì hả? Nói thật với anh luôn, tôi cảm thấy ngài tổng lãnh sự chắc chắn sẽ chọn một người có thể trợ giúp ông ấy, chứ không phải chọn một người gây thêm phiền phức cho ông ấy. Ngài tổng lãnh sự không có tầm nhìn hạn hẹp như anh đâu. Ông ấy biết rõ, chỉ có những kẻ không có bản lĩnh thật sự, không làm được gì mới ngoan ngoãn nghe lời. Trong lòng ông ấy biết ai có năng lực hơn, ai giúp được ông ấy hơn. Chắc là vậy, chỉ đáng tiếc là không có chỗ để thể hiện năng lực. Ngược lại tôi cảm thấy có mấy người lúc bình thường rảnh rỗi là đi gây chuyện, cứ gây rắc rối cho ngài tổng lãnh sự và đại tá Fukaya. Tôi cảm thấy chuyện năng lực có thể từ từ bồi dưỡng, vấn đề là có lòng hay không. Được thôi, cậu cầm mấy cái này làm luôn đi ha. Ê Nomura, anh vậy là có ý gì hả? Đây là nhiệm vụ mà đại tá Fukaya giao cho anh, bây giờ anh lại đẩy cho tôi. Anh có ý gì hả? Cầm miệng hết cho tôi. Hai người là ứng viên thư ký trưởng, cùng nhau làm việc trong văn phòng ban thư ký, mà suốt ngày lại cãi nhau ầm ĩ, khiến cho đế quốc chúng ta xấu hổ mất mặt quá đi mất. Anh thấy không hài lòng với sự sắp xếp của tôi đúng không? Tôi tuyệt đối không có ý này, xin đại tá đừng hiểu lầm. Vậy thì tôi nên hiểu sao đây? Tôi vào phòng tạm giam tự kiểm điểm. Dạ. Nô mưa ra tự kiểm điểm, cậu vui lắm phải không? Tôi xin lỗi. Vào phòng tạm giam ngay. Dạ. Đáng lẽ tôi nên chỉnh đốn ban thư ký sớm hơn, như vậy thì thư ký trưởng Oda có thể đã không gặp chuyện rồi. Toàn là dùng những kẻ vô dụng. Đại tá Fukaya, đại tá trách lầm Hayakawa rồi. Trước khi đại tá tới đây, Hayakawa đang mắng chửi Nomura. Cậu ta cho rằng hành động của Nomura là thiếu tôn trọng đại tá. Hình như lúc nãy tôi trừng phạt thiếu một người. Người làm cho Hayakawa và Nomura xích mích với nhau cũng nên vào phòng tạm giam mới đúng chứ. Nếu như đại tá cho rằng tôi làm không đúng, tôi chấp nhận hình phạt. Nhưng tôi nói lời thật lòng, tôi không thích Nomura. Con người anh ta vừa đê tiện, vừa thích dở mánh khóe. Về công hay tư, tôi cũng không muốn anh ta làm thư ký trưởng ban thư ký. Anh và Nomura có thể là có mâu thuẫn gì? Nhiều lắm. Tôi nhớ có một lần, thư ký trưởng Oda dẫn Nomura tới cung Luli. Nomura để ý một người hầu của Luli tử. Một lúc sau anh ta liền cưỡng bức cô ấy, làm cho cô ấy sợ hãi muốn tự tử. Anh ta không nói một câu xin lỗi đã bỏ đi. Cô nghĩ coi nếu để một người như anh ta làm thư ký trưởng ban thư ký sẽ trở thành cái gì đây? Chuyện này tôi không nói nữa. Còn có một lần ở cung Luli, tôi và Luli tử cùng nhau. Cho dù như thế nào, đây là chuyện riêng của tôi. Ngày hôm sau anh ta lấy chuyện này ra uy hiếp tôi, làm cho tôi uất ức không thể nói nên lời. Ở ban thư ký, tôi làm chuyện gì anh ta cũng chèn ép tôi. Cô nghĩ tôi có thể không ghét anh ta sao? Cho nên tôi đã nhờ người theo dõi anh ta. Tôi muốn diệt trừ tính kiêu căng của anh ta. Sau đó có một lần theo dõi anh ta, tôi nghe chính miệng anh ta nói Oda và Lưu Ly Tử sắp kết hôn. Từ đó không theo dõi anh ta nữa. Anh đối với Lưu Ly Tử thật là có tình có nghĩa đó. Kasuke, Kasuke, xin lỗi cô.
Tôi biết cô vẫn còn giận tôi. Tôi không có gì để nói. Tôi cũng cho rằng cô nên giận tôi. Nhưng lúc đó thật sự tình thế ép buộc. Chúng tôi không có ai biết tại sao thư ký trưởng Oda hôm đó tại sao lại không xuất hiện. Nếu như tôi không bước lên sân khấu, Lưu Ly Tử sẽ rơi vào tình huống rất khó xử. Chắc chắn sẽ có người cười nhạo cô ấy. Lúc tôi mới tới cung Lưu Ly, chị Linh liền hỏi tôi nên giải quyết vấn đề này thế nào. Tôi thừa nhận cách đó đúng là do tôi nghĩ ra. Cho nên cô muốn trách thì trách tôi đi. Tôi... trách tôi không giữ lời hứa vì cứu một cô gái khác, không để ý cảm nhận của cô. Tôi thật sự rất xin lỗi. Bây giờ chúng ta đang nói về chuyện anh làm cho Nomura và Hayakawa xích mích. Anh nói chuyện này để làm gì? Tôi biết rồi. Tôi chỉ muốn giải thích cho cô hiểu. Tôi sợ lâu ngày quá tôi không còn cơ hội nữa. Không cần giải thích với tôi. Và lồng tiếng tại phim 4K. Sau đó Fukaya không còn nói gì nữa. Tình hình đại khái chính là như vậy đó. Bây giờ chuyện bầu lại thư ký trưởng đang được bọn chúng tiến hành. Nếu như sau này sổ mật mã giao cho kẻ đơn giản như Hayakawa, chúng ta chắc chắn sẽ có hy vọng. Đâu, tôi cảm thấy anh dùng kế ly gián với Nomura và Hayakawa thật sự rất thành công. Trình Đạt, ngày mai cậu tới cung Lưu Ly đối chiếu lời khai của chị Linh. Tôi sợ Fukaya đi điều tra lại đó. Được. Nghĩ thử coi còn sơ hở gì nữa không. Hết rồi phải không? Tan họp ha. Đông, anh ăn cơm tối chưa? Mọi người ăn đi, tôi không đói đâu. Nãy giờ đại ca không nở nụ cười, chắc chắn không có vấn đề gì chứ. Đã hai ngày anh ấy không ăn gì rồi. Tôi cảm thấy vấn đề này rất nghiêm trọng đó. Nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ tổn hại sức khỏe lắm. Ngày nào chuyện của Lưu Ly Tử chưa giải quyết, ngày đó anh ấy không ăn cơm nổi. Không phải là có câu nói này sao? Là gì mà cái chuông muốn tháo thì phải... Muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông. Đúng. Hay là ngày nào đó tôi tới cùng Lưu Ly, đưa Lưu Ly Tử về đây lựa lời khuyên nhủ đại ca. Hai người thấy có được không? Ý kiến quá dở. Bây giờ Đông không chịu tha thứ cho Lưu Ly Tử, anh được cô ấy về đây không phải là đổ thêm dầu vào lửa hay sao? Dù sao đi nữa cũng cần phải bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện với nhau là được rồi. Oda đã chết rồi, không phải không có cơ hội. Vì một chuyện không thể thay đổi được mà làm bản thân không vui, thật sự là không đáng. Cái đầu đá này của anh, chuyện này mà anh cũng nghĩ thông suốt được. Tỷ tâm về cho anh vậy à? Gì mà cổ dạy tôi chứ. Vô vốn dĩ là vậy mà. Ê, chào. Chào Hayakawa. Qua đây. Tôi có chuyện muốn nói với cậu nè. Trong tay tôi có một số tài liệu, tôi nghĩ rằng nó sẽ giúp cậu được bầu làm thư ký trưởng đó. Hả? Nhưng mà tôi cần phải đem... xin chào. Có quá nhiều tài liệu, nếu như tôi đem tới văn phòng, anh ta sẽ nghi ngờ. Cậu không muốn đống tài liệu đó bị tên xấu xa bên đó đọc được phải không? Cho nên tôi đã đem tài liệu ký gửi ở bưu điện ở sát bên lãnh sự quán Nhật. Chỉ cần cậu làm theo lời tôi nói, sử dụng đống tài liệu đó đúng cách, tôi dám bảo đảm thư ký trưởng nhiệm kỳ tới sẽ chính là cậu đó. Được, tôi nghe lời của anh. Cậu biết rồi đó, tôi rất ghét anh ta. Tôi chỉ muốn cậu hợp tác với tôi thôi. Được, cảm ơn anh. Cảm ơn, đi nha. Ê. Hả? Hai người thì thà thì thầm nói cái gì vậy hả? Đâu có gì đâu. Chuyện là vậy, cậu ta kêu tôi đem những nhiệm vụ đại tá Fukaya giao cho tôi giao hết cho cậu ta làm để thể hiện bản thân. Tôi cảm thấy đây đều là nhiệm vụ nhỏ, chắc chắn là anh không thèm quan tâm nên không giao cho anh mà giao cho cậu ta. Làm việc nhỏ cũng không thể chứng minh được bản thân mình có năng lực. Tôi không quan tâm. Thì bởi vậy sao anh có thể quan tâm được chứ? Trước giờ anh chỉ làm việc lớn thôi, chắc chắn có năng lực hơn cậu ta rồi. Nhưng mà anh có nghĩ tới chuyện này không?
Trước đây anh đều làm việc theo sự sắp xếp của anh Oda. Nếu như bây giờ anh không thể hiện bản thân, đại tá Fukaya và ngài tổng lãnh sự chắc chắn chỉ nhìn thấy Hayakawa làm việc. Được rồi, tôi đi làm việc đi. Toàn bộ sự việc là như vậy đó. Đây, uống thử đi. Em nói vậy tức là họ mong muốn tên Nomura nham hiểm đó làm thư ký trưởng hơn. Như vậy họ có thể làm cho ban thư ký trở nên rối tung rối mù, không có thời gian thực hiện kế hoạch xâm lược. Nhưng mà Đông và Nomura có xích mích. Cho dù âm thầm giúp Nomura được bầu làm thư ký trưởng, em nghĩ hắn chắc chắn cũng không ngoan ngoãn nói cho Đông biết tung tích của sổ mật mã đâu. Sổ mật mã? Nhiệm vụ hàng đầu của tụi em là tìm sổ mật mã. Tụi em vất vả lâu như vậy cũng đều vì nó hết. Vậy sau khi tụi em lấy được, tụi em sẽ làm gì? Tụi em sẽ giao nó cho những người dùng nó để làm việc tốt. Em nói cũng đúng. Bọn người Nhật thận trọng cẩn thận, với lại lòng dạ nham hiểm độc ác. Tụi em tốn nhiều công sức lấy sổ mật mã, bọn chúng chắc chắn sẽ cướp kỹ nó. Em cũng nghĩ là vậy. Thật ra chính là vì sổ mật mã đó mà Đông và Lưu Ly Tử đang chiến tranh lạnh. Hai người họ vì sổ mật mã mà chiến tranh lạnh sao? Hả? Em nói cho anh biết đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thôi anh kìa, vừa nghe em nhắc tới tên Lưu Ly Tử, anh liền bối rối mất bình tĩnh rồi. Triệt à, trong tim cô ta không có anh. Tại sao anh vẫn không quên được cô ta? Em yêu à, trong tim anh chỉ có em mà thôi. Em đừng suy nghĩ lung tung có được không? Nè, em mau nói cho anh biết, rốt cuộc hai người họ muốn làm gì? Không nói cho anh nghe. Nè, nói cho anh nghe đi. Bách Lạc Môn. Thấy Tâm à, tiểu thư và cô không tới, hay là cô qua đây chải tóc giùm tôi đi. Hơi kỳ lạ quá, đây đâu phải là ngày đầu tiên cô tới cung Lưu Ly. Tẩy Tâm vừa không phải nhân viên của cung Lưu Ly, vừa không phải là người chuyên chải tóc cho chúng ta. Tại sao phải chải tóc cho cô? Hôm nay cô đổi tính rồi à? Muốn đổi nghề ngồi trên đài sen làm quan Thế Âm Bồ Tát sao? Lưu Ly Tử đã đi lấy chồng, nhưng tại sao mới mấy ngày đã quay về? Quay về cũng không lên sân khấu biểu diễn. Suốt cuộc cô ta muốn cái gì? Thật là uổng công mọi người nuôi cô ta. Cô ta có thể làm như vậy mà không cho tôi nói sao? Hồi nãy cô còn nói chúng ta đều là chị em của cùng Lưu Ly. Nhưng mà Tẩy Tâm, tôi cũng rất tò mò đó. Tiểu thư nhà cô mấy ngày nay về cung Lưu Ly ở để thăm chúng ta, hay là cô ấy với Đông thiếu gia đã xảy ra vấn đề gì rồi? Chuyện này tiểu thư không nói, tôi cũng không hỏi làm gì. Các cô gái, chuẩn bị tiếp phiên các cô lên sân khấu rồi. Ở đây nhiều chuyện cái gì vậy? Đi nào thôi, tranh thủ thời gian. Khẩn trương. Đi thôi, nhanh. Thuốc lá đây. Thuốc lá Isuka, đây. Isuka, mua qua không? Hay là mình ghé đâu đó uống cà phê đi. Phim được dịch và lâu lắm. Thuốc lá đây. Thuốc lá đây. Lâu lâu mới đuổi được như vậy. Mua qua đi. Thuốc lá đây. Hoa tươi đây. Lá bị hoa vừa tươi vừa đẹp đây. Mua qua đi. Ơi. Lại đây. Cảm ơn. Hoa này bán sao vậy? Xin hỏi tiên sinh, muốn mua loại hoa nào vậy? Thuốc lá đây. Tôi muốn mua cái loại hoa đẹp và trong trắng giống cô vậy nè. Đừng có đi. Tôi muốn mua hoa tươi chứ bộ. Tôi không bán nữa, cho anh hết đó. Đi. Mua tôi sao? Đi uống nước ly nè. Đi lẹ đi. Ước hiếp con gái vậy? Trời lắm đời, nó hiếp con gái người ta. Hiếp con gái mãi rồi. Đúng đó. Đánh cho nó hãy răng luôn đi. Đánh cho chết đi. Đánh hắn đi. Bắt con nhỏ đó luôn. Đi đây. Bên này. Nhanh lên. Ở đây. Mau lên.
Chụp đầu con nhỏ đó cho tao. Cảm ơn hai ân nhân cứu mạng. Chỗ này hết chuyện rồi, cô đi trước đi. Đau cảm ơn. Ra tay nặng quá vậy. Tôi có làm gì đâu chứ. Cảm ơn cậu giúp tôi. Mày không cần cảm ơn tao. Người tao giúp không phải mày, mà là cô gái kia. Đông. Đau quá. Tôi biết. Tôi biết cậu vì chuyện của Lưu Ly Tử nên tới đây. Tôi cũng vậy. Đông à, đau quá. Chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi. Đau quá, chắc chết quá. Trời ơi, cái đầu đau quá. Anh còn chưa chết mà than thở cái gì. Không phải, tên khốn nạp Lan Đông ra tay tàn bạo quá. Bởi vậy đấm cái choáng váng luôn. Hắn coi chúng ta là cái thùng rác trút giận. Lưu Ly Tử, đại tá Phương Cây Gia tới rồi. Tẩy Tâm, Tẩy Tâm à, Lưu Ly Tử đâu rồi em? Có phải là Lưu Ly Tử cùng với Nạp Lan Đông thiếu gia? Dẫn tôi tới phòng Lưu Ly Tử. Cô tới rồi. Cô đang chờ tôi sao? Đã 2-3 ngày trôi qua. Cô biết là tôi sẽ tới tìm cô à? Tôi đã để lại chứng cứ rất rõ ràng ở hiện trường. Thuốc nổ đã dùng hết, súng Tiểu Liên cũng lấy trộm. Cô chắc chắn sẽ đoán ra tôi. Tôi đã đoán ra cô từ lâu rồi. Có điều trước giờ tôi không thể hiểu nổi cô làm sao phân thân đi giết người thôi. Cho tới lúc nãy thì tôi đã nhìn thấy mặt nạ da người của cô trong phòng hóa trang. Tỷ Tâm này của cô cải trang thành cô thực sự giống y như đúc. Nè tiểu thư, em xin lỗi chị. Đây là lỗi của em. Em đã hại chị rồi. Em nói cái gì vậy? Không liên quan tới em. Đừng có nghe lời cô ta. Cô ta vốn dĩ hôm nay tới là để tìm chị. Cô đã biết trước là tôi sẽ tới tìm cô. Tại sao mấy ngày trước không tới lãnh sự quán đầu thú đi? Tại phim 4K. Nếu tôi chủ động tới lãnh sự quán đầu thú thì lúc nãy đại tá xông vô phòng tôi đâu có cảm thấy vui như mèo bắt được chuột chứ. Lưu Ly Tử, bây giờ cô đã chịu thừa nhận cô sát hại thư ký trưởng Oda rồi phải không? Tôi thừa nhận tôi đã giết chết Oda. Dẫn đi. Lưu Ly Tử, phải làm sao đây? Làm sao đây? Dạ mời. Tiên sinh, tiên sinh muốn uống gì? Cho một chai rượu vang. Cảm ơn. Dạ được. Lần trước chúng ta uống rượu cách đây lâu, giống như là từ kiếp trước vậy đó.
Thật ra không lâu chút nào. Có điều gần đây xảy ra rất nhiều chuyện. Tình bạn giữa hai chúng ta đã thay đổi. Đông, cậu vẫn chủ quan như xưa, không đứng trên lập trường của người khác mà suy nghĩ. Không phải mọi chuyện và mọi người bên cạnh cậu đều phải theo một tiêu chuẩn nào đó đâu. Trong thời đại mà kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, mà cậu vẫn yêu cầu người ta giữ trọn đạo nghĩa, không trộm không cướp, thì cậu kêu người ta làm sao sống được chứ? Mày tìm cho mày một lý do có vẻ rất chính đáng. Mày muốn hợp lý quá tội lỗi của mày đã mắc phải. Vậy tao cũng hỏi mày, trong thời đại kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu này, không có ai có thể tự lực cánh sinh mà sống sao? Ngay cả địa vị của mình mà còn không thể giữ được, thì sao có thể lo cho cuộc sống của người khác chứ? Bất kể lý do gì cũng đều không phù hợp với bản thân mày. Mày không có gì đáng để lo, nhưng mà mày vì quyền lực và địa vị bán đứng lập trường và nguyên tắc của mình. Thôi bỏ đi, lập trường chúng ta khác nhau. Cậu chắc chắn không hiểu nỗi khổ của tôi. Hôm nay hai chúng ta có cơ hội ngồi bên nhau, tôi thật lòng muốn giảng hòa với cậu, chứ không muốn cãi nhau với cậu. Giảng hòa hả? Sau khi mày làm rất nhiều chuyện sai trái, sau khi mày giết chết rất nhiều người, mày muốn giảng hòa với tao, chấm dứt mọi chuyện sao? Không được đâu. Chuyện tôi đã làm, tôi thừa nhận. Nhưng mà cậu thì sao? Lưu Ly Tử rõ ràng chọn lựa bên cạnh tôi, nhưng mà cậu vẫn kiên trì theo đuổi cô ấy. Lúc đó cậu có nghĩ tới người anh em như tôi không? Cậu cố ý cướp Lưu Ly Tử khỏi tay tôi, có phải cũng làm tôi tổn thương hay không? Công bằng mà nói, chúng ta đều ích kỷ như nhau. Cậu đã có quyền lực, chỉ thiếu người đẹp, nên cậu bất chấp tất cả theo đuổi người đẹp. Còn tôi mạng như cỏ rác, bị người ta coi thường, cho nên tôi bất chấp thủ đoạn để thăng chức. Hai chúng ta đều là người vì mục tiêu mà nỗ lực không ngừng, bản chất đều giống nhau thôi. Nguyên tắc làm người có đánh đồng với tình yêu không? Trong tình yêu không có người tới trước tới sau, mà phải yêu nhau thật lòng. Tới bây giờ mày vẫn chưa hiểu được tại sao Lưu Ly Tử muốn rời xa mày. Tao lặp lại một lần nữa cho mày hiểu. Tại vì nguyên tắc làm người của mày sai lệch rồi. Như những gì nãy giờ cậu nói, cậu và Lưu Ly Tử ở bên nhau rất vui. Bây giờ Lưu Ly Tử rất hạnh phúc. Vậy tại sao ngay cả chuyện cô ấy trả thù, cô ấy cũng không nói với cậu? Thật ra lý do rất đơn giản, tại vì lập trường của hai người khác nhau. Cô ấy biết cho dù nói với cậu, cậu cũng không ủng hộ cô ấy. Nói không chừng cậu còn tìm đủ mọi cách ngăn cản cô ấy. Vậy cô ấy nói với cậu có ý nghĩa gì? Cô ấy không nghĩ gì đâu. Thật sao? Tôi chỉ là không hiểu tại sao cô ấy lại để chứng cứ lộ lộ như vậy. Sau khi cô ấy làm xong, cô ấy có thể đi về. Tại sao lại để mình vướng vào rắc rối lớn như vậy? Mày đã đến hiện trường vụ án à? Tôi đã coi những tấm hình chụp tại hiện trường. Chuyện cô ấy không nên làm, đó là cô ấy lấy súng máy trong phòng của Oda. Như vậy không phải nói cho người khác biết chuyện này là do nhân viên trong lãnh sự quán làm hay sao? Thiếu gia. Có chuyện gì hả? Đại tá Phương Kaya tới cung Lưu Ly điều tra, tiểu thư đã nhận tội nên bị cô ta bắt đi rồi. Tại sao cô ấy lại nhận tội chứ? Tại sao cô ấy lại thừa nhận? Đây là tôi với anh, chỉ cần cô ấy một mực khẳng định không có làm, người Nhật sẽ không làm gì được cô ấy. Thiếu gia. Bách Lạc Môn. Thiếu gia muốn đi đâu vậy? Đi cứu cô ấy. Nếu như tiểu thư đồng ý để thiếu gia cứu, tiểu thư chắc chắn đã không chủ động nhận tội. Tại sao tới bây giờ anh vẫn chưa hiểu nỗi khổ của chị ấy vậy? Sáu sĩ quan năm đó ký vào sổ thỉnh cầu, đại tá Phương Cây Gia là người duy nhất còn sống. Tiểu thư chủ động nhận tội tiếp cận đại tá Phương Cây Gia, mục đích thứ nhất là để cho người dân Thượng Hải không bị Athena làm liên lụy. Mục đích thứ hai là để thực hiện ước mơ trả thù mà tiểu thư ấp ủ 10 năm nay. Lưu Ly Tử muốn sống mấy một phen với Phương Cây Gia có phải không? Phim được sao tôi ngu ngốc dữ vậy? Tại phim 4K. Hôm trước nghe Lưu Ly Tử nói những lời đó, tôi còn trách cô ấy không nghĩ cho đại cục. Sao tôi ngu ngốc quá vậy? Bây giờ chúng ta cần phải bình tĩnh lại. Chúng ta đi về kính viên trước, cùng với mọi người nghĩ cách, sau đó đưa ra quyết định có được không? Cùng lắm thì chúng ta đi cướp ngục, tóm lại nhất định phải cứu tiểu thư ra. Chẳng lẽ không thể nghĩ ra cách nào khác hay hơn hay sao? Không phải Khúc Phong vừa mới nói tiểu thư bị nhốt ở nơi được gọi là nhà tù đầu tiên ở Diễn Đông, Đề Lâm Kiều sao? Mọi người cũng biết Đề Lâm Kiều nằm ở Hồng Khẩu, khu chiếm đóng của bọn Nhật. Thêm nữa là nó còn được người ta xây dựng rất kiên cố vững chắc, được canh gác nghiêm ngặt. Chỉ có mấy người chúng ta thì tỷ lệ cướp ngục thành công hầu như không có. Tôi đang định liên lạc với tổ chức
con có thể nhờ hỗ trợ cứu người không? Vậy rất chậm. Gửi tin tức cũng cần thời gian, chờ tin tức cũng cần thời gian. Tình hình bên Lưu Ly Tử sẽ thay đổi liên tục. Một khi cô ấy có cơ hội ở riêng với Phương Ca Gia, cô ấy sẽ lập tức hành động ngay. Mục đích của Lưu Ly Tử chính là giết chết Phương Ca Gia. Chỉ có mấy người chúng ta, rất khó ngăn cản Lưu Ly Tử thực hiện ý đồ của mình. Nhưng muốn ngăn cản Phương Ca Gia không gặp Lưu Ly Tử thì lại rất dễ dàng. Đông, anh phụ trách giám sát lãnh sự quán Nhật. Một khi phát hiện Phương Ca Gia tới Đề Lam Kiều, tôi và Trịnh Nạc sẽ chặn đường của ta. Như vậy trong thời gian ngắn có thể bảo đảm Lưu Ly Tử an toàn. Được á, cách này rất hay. Ngoài ra tôi cảm thấy chuyện này chúng ta cần phải báo cáo với tổ chức. Nói không chừng họ có thể nghĩ ra cách giải quyết. Được, quyết định vậy đi. Tôi sẽ tới lãnh sự quán theo dõi Phương Ca Gia. Ê, đại ca, Dư Hạ có nói với anh hôm nay cô ấy tới đây họp không vậy? Không có, sao vậy? Không có gì. Hôm nay em thấy rất hạnh phúc. Sau này anh vẫn sẽ khiêu vũ với em chứ? Hả? Em rất xinh đẹp. Trì, anh đang nghĩ gì vậy? Không nghĩ gì. Em có thể giúp anh một chuyện được không? Dĩ nhiên là được rồi. Chuyện gì? Nói em nghe đi. Đúng là điên rồi. Trên đời này cũng có chuyện hoang đường như vậy hay sao? Không được đâu. Chắc chắn là không được đâu. Buông em ra. Buông em ra. Buông em ra. Buông ra. Buông em ra. Buông. Buông...